Xin chào anh chị em. Hôm nay nhân dịp có một chuyến đi đến Phú Quốc thì làm clip chia sẻ với anh chị em về đảo Ngọc Phú Quốc. Phú Quốc từ tháng 6 đến tháng 10 là mùa gió Tây Nam, nên thành ra là nhiều khách du lịch Việt Nam chúng ta cũng khá quan tâm đến chủ đề mùa gió Tây Nam ảnh hưởng đến nào đến Phú Quốc. Thành ra là mình làm clip chia sẻ cho chúng ta về tình hình thực tế. Những ngày tôi đi hiện nay là những ngày cuối tháng 8 dương lịch năm 2023, cũng được coi là cuối mùa nghỉ hè, thì bãi biển trở nên vắng vẻ hơn. Thì mùa gió Tây Nam ảnh hưởng đến Phú Quốc ra làm sao, những cái bãi tắm tình trạng các bãi tắm vào những ngày cuối tháng 8 ra làm sao. Thì Phú Quốc rộng lớn, phía Bắc đến phía Nam của đảo đến cả 40 cây số rồi. Thế thành ra là khu vực sau lưng tôi đây là phía Bắc, còn đằng sau lưng vị trí quay là phía Nam, còn bên tay trái tôi đây là phía đông của đảo Quốc và phía đây là phía tây. Thành ra là buổi sáng chúng ta không thấy ánh nắng mặt trời, và đến 9-10 giờ thì khi mà ánh nắng nó giọt qua những cái rặng dừa thì chúng ta mới thấy ánh nắng nó tràn ngập bãi biển. Thì đây là khu vực bãi tắm Dương Đông của thành phố Phú Quốc. Hôm nay là tôi được có khách sạn cảnh báo là có ngày hôm nay là ngày nước nghịch, có dòng chảy xa bờ. Thành ra là các khách sạn resort đều cảnh báo khách chú ý cái việc an toàn của bản thân. Thành ra là bãi biển vào buổi sáng thì cũng không có ai bơi lội mấy. Thì mùa biển động từ tháng 6 đến tháng 10, tức là mùa mưa của miền Nam chúng ta. Mùa mưa thì đem mưa tới, gió Tây Nam hình thành từ Ấn Độ Dương khi chuyển qua vịnh Thái Lan, đem mưa vào miền Tây Nam chúng ta, giúp cho ruộng đồng tươi tốt. Nhưng đồng thời các bãi biển ở khu vực phía Tây của tất cả các hòn đảo ở vịnh Thái Lan hay là miền Nam chúng ta đều ảnh hưởng bởi cơn gió Tây Nam. Có mưa, mùa mưa thì mát mẻ, nhưng mà đây là mưa cơn, thành ra chúng ta yên tâm khi đi Phú Quốc vào ngày hè là chúng ta yên tâm, đừng có sợ mưa quá. Mưa thì là mưa cơn, mưa bất chợt trong khoảng độ 5-30 phút đến 1 giờ, sau đó là yên bình trở lại. Thế thành ra là không khí mùa mưa mát mẻ, và đặc biệt là gió Tây Nam rất tốt cho cơ thể. Khách sạn tôi nghỉ đây thì đầu tiên tôi định chỉ nghỉ ở vị trí phía Tây Nam của đảo Quốc một bữa để cảm nhận, vẫn biết rằng là sẽ có sóng to, biển động vào phía Tây Nam của đảo Phú Quốc, nhưng mà tôi nghỉ một hôm đầu, sau đó là thấy thích quá vì cái gió Tây Nam đem hơi ẩm, đem cái hơi mát từ biển thổi vào làm cho con người khoan khoái, dễ chịu, mát lịm. Nên thành ra là ở một ngày, nhưng sau đó tôi quyết định ở thêm 1-2 hôm ở khu vực bãi tắm phía Tây Nam, và hôm nay tôi sẽ di chuyển sang khu vực các bãi tắm ở các vị trí khác nhau để nghỉ thực tế, để trải nghiệm. Hiếm khi nào mà một người đến Phú Quốc mà hôm nay ngủ phía Tây, hôm mai ngủ phía Đông, ngày kia ngủ phía Bắc, ngày kia lại ngủ phía Nam như tôi. Thì mỗi lần đi du lịch tôi thích trải nghiệm khám phá, tôi đi các vị trí khác nhau để cảm nhận thực tế nhất có thể, không lướt qua, ở lại một đêm để trải nghiệm. Thành ra trong chuyến đi này thì tiện làm clip chia sẻ cho anh chị em chúng ta có một cái tâm thế chuẩn bị để sang năm mùa biển chúng ta có thể đến Phú Quốc. Phú Quốc đẹp nhất thì mùa từ tháng 10 cho đến tháng 4 hàng năm nhé, chứ không phải mùa hè. Thành ra là khách du lịch quốc tế với một cái hành trình dài từ phương Tây sang Việt Nam chúng ta, người ta rất thông thái, người ta lựa chọn cái thời điểm đẹp nhất của Phú Quốc. Như tôi nhắc lại, Phú Quốc đẹp nhất từ tháng 10 cho đến tháng 4 hàng năm là mùa biển đẹp, là mùa gió Đông Bắc của chúng ta đấy. Thì biển êm yên bình, sóng biển phẳng lạ, sảng hoàng lặng, bãi cát trắng mịn, rồi biển xanh, cát trắng nắng vàng là một cái thời điểm đẹp nhất để đi du lịch Phú Quốc. Rồi, xin mời mọi người cùng tôi tham gia cái chương trình tìm hiểu các bãi tắm của Phú Quốc vào ngày mùa gió Tây Nam làm sao nhá. Xin chào mọi người. That you're doing fine, cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy.
gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's many ways to be happy. You can do whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light, you're able to be happy. You can do whatever you like. Trải nghiệm với khu vực bãi biển phía tây nam của đảo Phú Quốc, sóng to gió lớn thì chúng ta nhìn thấy đây là khung cảnh của khu vực bãi tắm ở phía đông nam của đảo Phú Quốc. Khu vực này chúng ta đang gọi là bãi Khem. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Sóng rất là êm đềm như mặt hồ, phẳng lặng như mặt hồ. Nhiều người nói thì đi biển mà không có sóng to gió lớn thì buồn quá. Nhưng mà cơ bản thì nó rất an toàn. Thực ra là như chúng ta thấy rằng là mọi người đây là già trẻ lớn bé bơi ở tít cách bờ khoảng độ 50m nhưng mà mới chỉ đến eo thôi. Thành ra là đây là khu vực rất an toàn vào ngày hè để cho trẻ con, người già có thể bơi lội. Tất nhiên cái cảm giác đi biển mà không có sóng to thì cũng hơi hụt hẫng, nhưng mà khu Tây Nam chúng ta biết rồi, ở ngay khu vực bãi tắm Dương Đông thì nhất là trung tâm thành phố sóng lớn quá lại càng nguy hiểm. Nhất là thi thoảng có ngày thì lại có cái dòng mình gọi là dòng chảy xa bờ, nó rất là nguy hiểm, nên ra chúng ta cũng phải cân đối đến cái yếu tố an toàn khi chúng ta du lịch. Đây tôi quay lại cho chúng ta xem một vòng. Đây, chúng ta thấy ông bãi tắm này. Nước trong xanh, cát trắng mịn. Trái ngược với khu Dương Đông thì cát đen ở bên phía đông đông nam của đảo Phú Quốc, như khu vực bãi Khem đây thì lại là cát trắng, không có sóng biển to dầm nhé. Thành ra là ngày hè để có thể đảm bảo cho cái việc an toàn khi tắm biển thì chúng ta có thể khu vực lựa các khu vực các bãi tắm nằm ở phía nam đảo, xa xa là khu nghỉ dưỡng cao cấp này. Ở đây thì khu vực bãi Khem đây thì như sau lưng tôi đây là khách sạn cũng thuộc tập đoàn Accor quản lý. Kế bên nữa là khu resort cao cấp 5 sao. Ở đây có 2-3, đằng sau đó là khu homestay, cũng rất là nhiều sự lựa chọn để chúng ta cũng có thể đến đây. Sau lưng đây là khách sạn 5 sao, nó có khu bể bơi, mình thấy rằng khéo to nhất là khu nghỉ dưỡng. Ta là khách sạn xây mới nhiều, thành ra so với Bali hay là Phuket hay là Pattaya, những thành phố biển nổi tiếng quanh Đông Nam Á thì chúng ta có nhiều ưu thế hơn. Chúng ta có nhiều khách sạn mới xây hơn, cao cấp có, bình dân cũng có. Nhưng ở Phú Quốc thì trong khu vực phía Nam thì phần đa là tập trung các cái hệ thống khách sạn 4-5 sao cao cấp. Tất nhiên xen kẹt ở những cái khách sạn cao cấp thì cũng cả những homestay. Giá cả cũng phải chăng, rất nhiều sự lựa chọn. Hẹn quay trở lại Phú Quốc vào mùa biển đẹp. You're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light, you're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. Hey.
我现在在这个沙滩的哈，这个沙滩我们上一段的视频里我们就看到大风浪的问题，但是现在我所站的位置是在富国岛的东南边的一个很有名的沙滩，它的英文名叫做 Camp 或者 By Camp， 就是在这个东南边的那个方位的话，没有受到西南季风的影响，所以呢，风平浪静，会看到呢，海面像湖面一样。很多人去沙滩游泳都会有这样的说法，跟我差不多一样的想法，就是说，去沙滩游泳没有大风浪，就没有什么太吸引客人的瞩目的意思。其实，风平浪静也是有好处，像我们看周边。 那个家家户户的小孩子都可以随意游泳，也不需要很多人看管他们，因为游泳到离我站的位置到外面50米，只是到腰部而已，所以这个小孩子或者老年人游泳都是很安全。我们不用担心大风浪啊，或者什么呢，离岸海流的那个现象。所以到这边，富国岛8月份月尾的。 东南边的沙滩，我们还有一个很安全的沙滩，可以游泳，可以放心哈。到富国岛有很多选择哈。如果东南边在冬天的话呢，会有一点大风浪，但是还是最漂亮的季节。那西南边的话呢，在冬天的时候呢，完全没有大风浪了，所以各位可以来富国岛，9月份开始，约会在富国。 Chào anh chị em, khu vực tôi đang đứng đây là khu vực phía tây nam của đảo Phú Quốc, là một bãi tắm công cộng thuộc về khu đô thị của Vingroup. Thì quần thể Vingroup thì như lúc nãy trên xe điện thì anh tài xế anh có giới thiệu sơ qua là hơn 85 hecta, gồm rất nhiều các công viên chủ đề, rồi sòng bạc, rồi các khu giải trí với các phân khu khác nhau, với những cái chủ đề thiết kế khác nhau, phong cách Địa Trung Hải, phong cách Á Châu, phong cách Đông Nam Á. Và đằng sau tôi đây là bãi tắm công cộng. Vào mùa gió Tây Nam thì khu vực Dương Đông như khu tôi đã trải nghiệm và ở qua thì thấy rằng sóng to hơn, bãi tắm dốc hơn, nhưng còn ở khu vực này thì bãi tắm khá an toàn và xoay xoải. Và hai nữa là khu vực phía Bắc của đảo dân cư ít, thưa thớt hơn khu vực phía Tây Nam, khu trung tâm của đảo Phú Quốc, thành ra là hiện tượng xả rác ra ngoài biển cũng rất là ít và bãi tắm khá là an toàn cho trẻ con, sạch sẽ rồi an toàn và thu hút được rất nhiều khách tham quan. Hiện nay bây giờ là khoảng độ 4 giờ chiều. Rất nhiều người đã lũ lượt ra đây để chuẩn bị tắm, khả năng buổi chiều đến 5-6 giờ qua đây thì sẽ đông người. Thành ra đây là một cái vị trí khá lý tưởng để cho chúng ta đến khám phá Phú Quốc vào mùa gió Tây Nam, tức là vào mùa hè của chúng ta đấy. Chào của chào à quê à quê biên. Hey, 大家好，我在我身边这边就是富国岛西南边的一个沙滩，这个公共沙滩的话呢，看地势蛮平坦，然后呢风浪也不会很大。 富国岛从6月份到9月份虽然是西南季风的影响，但是如果在市中心的话，会风浪很大的问题。但是在这边的话呢，按照我经验来讲，这个沙滩的蛮平坦，然后呢，风浪也没有那么大，也是很安全，适合男女老少各种各样的，不管小孩子或者家庭团员都可以来这边游泳，参加这边的。 这个公共的沙滩属于这个越南的一个不动产集团的大社区的一个部分。那在公共场所这边有很多东西啊，主要是游泳为主，然后这边他们也是有公共洗手间，让我们可以更衣，也可以冲凉，就是沙滩游泳后我们可以来这边冲凉洗澡。然后他那边有一个公共巴士站，有一个免费的接驳车。 从机场我们可以坐那个电车到它的大社区，然后从那边它有电瓶车送到沙滩这边来，也可以多多了解一下这个大社区的规划。这个是越南最大的不动产集团，英文叫 Vingroup， 华语怎么说我也不知道，但是我就跟大家讲一下这个关于它这个沙滩的规划，很清洁，很安全，虽然是属于大风浪的季节，在富国岛这边。 Sau lưng tôi đây là khu vực trung tâm của quần thể phong cách kiến trúc Venice của khu đô thị Vingroup. Để chúng ta nhìn những cái con thuyền gondola theo cái mô hình
chở du khách khi xuyên qua những cái dòng kênh ở hệ thống kênh đào của thành phố cảng Venice chúng ta đã biết rồi. Còn xa xa góc dưới kia là bến thuyền để có thể mua vé. Thì như mình tìm hiểu thì là vé là khoảng 200.000 và thuyền chạy một vòng quanh những cái dòng kênh đào này trong vòng 15 đến 18 phút. Thì nói về Venice thì kênh đào Venice, nhưng mà hệ thống những cái tòa nhà sặc sỡ này theo phong cách những cái đảo quanh Venice như là Murano rất là nổi tiếng. Là một cái đảo mà nổi tiếng với nghề thổi thủy tinh truyền thống theo phong cách truyền thống của Italy. Thành ra là không cần phải đến Ý nhé. Chúng ta đến Phú Quốc là có thể trải nghiệm cái hệ thống kênh đảo của Venice, rồi cái hòn đảo Murano nổi tiếng với nghề truyền thống thổi thủy tinh của Ý rồi. 在我背后这个是一个旅游码头，那个码头的话呢， 我们看到这个戈多纳那种船，就是在威尼斯河那边，我们看到很多，各位想要买票的话，可以到那边的售票处，一个人大概20万的南盾，然后呢，它划船的时间带15到18分钟，这个颜色丰富的这种楼房是模仿威尼斯附近的几个小岛，那个岛很有名。 可能各位都知道过啊，都去过了。那个岛屿我们叫做 Murano，Murano 的传统工艺就是生产水晶，按传统方式来做的。那如果各位来到佛岛，我们也可以体验这个大社区里面的坐船威尼斯，也可以了解一下 Murano 岛的古老的建筑风格。